càng lên rồi phải không? Ờ, mà càng kiết gì đâu, tự nhiên ông rút mất tiêu hết trơn cái trội, nãy giờ tranh thủ không thấy cái càng đâu cả. Cái nãy giờ nghe mà thấy phát chán với cái ông James Bond này. Ồ, đúng là điệp viên 007, ổng làm như là ở Hollywood vậy đó. Cái quân đội Mỹ, đúng không? Anh này Việt thấy trả lời, thấy Việt Ray ý kiến sao? À, hình như nếu Việt Ray nhớ không lầm là tổng thống Mỹ cho mấy chục ngàn quân hay đâu, nghe nói là bây giờ lên cả trăm ngàn quân rồi. Quân lính Mỹ đang đồn trú vòng mấy nước NATO ở bên châu Âu mà không một thằng nào dám bước chân qua Ukraine, đúng không? Đâu có được lệnh đâu anh, đâu được lệnh làm gì đâu, chỉ qua đó tập trung đứng vòng vòng đó thôi đó. Nhưng mà tự nhiên đâu có thằng ít ơ cũng nói là quốc tịch Mỹ cũng này kia kia nọ, mới tự nhiên nhảy qua bên đó đánh ầm giờ bị bắt. Thì cái vụ trường hợp này giờ tính sao anh? Theo anh cái đó tự nguyện hay là sao, được cái gì không, được ưu tiên gì không anh ơi? Ở Việt mình nghĩ theo mình nghĩ là cái thứ nhất là mình là dân tộc thiểu số, mà dân tộc mà hạng bét nữa, dân tộc mà thiểu số mà hạng bét nữa, thì đối với Mỹ nó thiệt á, thôi cho mày lên đường sớm đi, nhưng tao không muốn tiếng tâm kéo dài. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó, Mỹ đó với Nga đó đã nói rồi, cái gì mặt mũi gì hai nước chính trị kinh tế, nó đâu có thể nào mà vì cái tên mà vớ vẩn đâu mà đặt vị trí là quan trọng mà để cho hai người đó mà phải ngồi mà nói chuyện đâu. Anh thấy không, thì giống như lúc đầu á, lúc trước Việt Nam có nhảy lên nói chuyện với anh Thái Quan khúc đầu á, đây là cái trường hợp này sẽ giải quyết là cái trường hợp nó kêu là gì ta, cuối cùng á, giống như là lo xong tất cả mọi chuyện rồi bắt đầu còn cái cuối cùng, còn thằng này tụi bay đang bắt nhau nó phải không, thì lôi ra để thương lượng, đúng không? Chứ còn bây giờ luật chiến tranh người ta ta đang ở đó, hai nước đó đánh nhau, thằng Mỹ là cái thằng cầm đầu của đám NATO, bao nhiêu quân lính đứng vòng vòng đó không ai dám vô, lệnh không thằng nào được nhảy vô, không làm cái gì hết. Tự nhiên có ông nội nào đâu đó cũng làm người Mỹ kêu là tự nguyện tình nguyện cái con khỉ gì đó nhảy vô đó, rồi giờ cái bị bắt, có phải là mang tiếng đó không, có phải là bôi tro trét trấu lên mặt Mỹ không? Nghe cái trường hợp này coi chừng vài bữa nữa cho Biden kêu nào rảnh rỗi bệnh đó mày quất luôn cho nó lên đường giùm tao một cái đi, chứ tao thấy là đó, mấy bữa nay tao bị chửi nào là xăng dầu rồi đủ các chuyện, tự nhiên đâu lòi thằng ra kêu là lính Mỹ tự nguyện đi làm cái chuyện tào lao, đéo mẹ đó chủ chào phát, đúng không? Rối thì vậy mà mấy ông kia cứ làm như là trong phim. Cái vấn đề giờ đó anh Thừa Quang, xin lỗi anh Việt Phai nha và Chung nha, cái vấn đề giờ nè, mình đâu có nghe cái tụi mà Human Rights Watch á, sao tụi nó không lên tiếng vậy ta? Mình chưa nói đó. Những cái thành phần bây giờ cho là đại diện cho bây giờ con cháu quay bắt cờ vàng nè, xuống đường xuống đường kêu vô kêu xuống tụi nhà trắng Human quay Rights gì đây đi đó, Human Rights là mạnh luôn đó. Đó. Xuống mẹ gì thấy mấy này đang ở bên quốc hội xèo hết rồi xuống đó tiêu quá. Nhân tiện có anh Việt Trai với anh Âu Việt em hỏi chút là hôm 11 tháng 6 đúng không ạ? Là người dân Mỹ người ta có xuống đường, người ta biểu tình về cái vấn đề mà xả súng đó. Thì không biết là mấy anh được gọi là chuyên mà hô hào đấu tranh cho dân chủ này nọ đó, thì không biết là người ta có xuống đường cùng không anh? Nó tham gia không? Nó súng nhau, nó trốn mẹ nó hết trơn rồi, có thằng nào dám nó ra đâu. Trời kỳ. Trời sao vui. Mấy ngày hôm nay nó trốn qua tới mễ luôn. Chạy qua tới mễ nó trốn luôn. Mặt coi niềm ra dãy xuống có chuyện chứ chứ, anh em tiếp tục nói chuyện đi. Một càng xuống đúng không? Một càng xuống đúng không? Giờ đưa càng xuống em. Thôi cho hỏi đi, em nhảy xuống được rồi. Lên thì nhảy dù luôn. Càng xuống không cần càng. Qua vụ 16 tháng 1 thì anh em ta biết rồi, có nghĩa là Mỹ người ta bắt rất là nhiều trường hợp, trong đó có cả những người gốc Việt đúng không ạ?
Thế nhưng mà lạ kỳ ở chỗ là tất cả những thành phần từ trước đến nay đó luôn đưa ra một cái gì đó nó rất là thanh cao, nó là tôi đấu tranh cho dân tôi thế này thế nọ, đúng không ạ? Thế nhưng mà chưa bao giờ mà thấy những cái thành phần đó người ta can thiệp hay là người ta có những cái động thái nào đối với những người thư được không? Dạ, đúng rồi. Đối với những người mà gốc Việt mà vi phạm cái vào cái việc mùng 6 tháng 1 thôi. Chúng ta chưa nói đến cái vấn đề khác. Đó là cái nội dung thứ nhất, cái nội dung thứ hai đó là em thì cũng chưa tìm hiểu rõ lắm. Thế nhưng qua anh Ai Việt trao đổi còn có cái chỗ anh Lâm Văn Hà đó. Thì theo em nghĩ là nếu như mà thực sự đó thì về bản chất của những cái thành phần ở bên kia thế giới mà những cái thành phần có thể nói là xấu xa thì anh em ta biết rồi, cái thủ đoạn thì cũng rất là đê hèn, đúng thế, không từ thủ đoạn nào cả để người ta đạt được mục đích. Thế nên là khi mà anh Lâm Vân Hà đó mà khi mà đã nhận ra trước đây anh đã bị những cái thành phần đó nó lừa dối anh trong suốt một cái thời gian dài thì anh đã có nêu ra cái quan điểm cá nhân của mình đấy, để đi lại, có nghĩa là tìm lại cái quỹ đạo thực sự đó, để mà anh tìm hiểu thông tin thực sự, anh biết được chính xác những cái mà anh cần biết. Thì anh đã nhận ra là trước đây anh đã bị lừa dối rất là nhiều lần và rất nhiều nội dung. Thế nên là anh cũng đã chia sẻ những cái quan điểm của cá nhân anh về nội dung đó. Thì ở đâu đó chúng ta thấy được là gì ạ? Đã có những thành phần khác lên, đúng không ạ? Lên trên mạng xã hội hoặc là thế này thế nọ, đe dọa cũng như là có những lời lẽ xúc phạm anh Lâm Văn Hà. Cái điều này thì chúng ta có thể theo dõi, chúng ta biết thôi, cũng không có gì là khó. Thì cái điều kỳ lạ ở đây chúng ta lại thấy một cái nữa, đó là người ta luôn kêu gọi đấu tranh cho tự do. Thế mà khi mà anh Lâm Văn Hà anh đưa ra cái quan điểm của mình thì những cái thành phần này người ta lại có những cái động thái đe dọa hay là thế này thế nọ, cho hay là xúc phạm đến anh Lâm Văn Hà thì chúng ta cũng có thể biết. Thế nhưng mà dĩ nhiên em nghĩ chắc chắn nếu như mà có cái điều gì đó thì chắc chắn là những thành phần này người ta sẽ không bỏ qua cơ hội để người ta có thể mà hãm hại, mà có thể nói là loại bỏ anh Lâm Văn Hà. Nó chính xác là như thế. Thì qua đâu đó nữa chúng ta lại thấy được một cái khía cạnh, đúng không ạ? Một cái bộ mặt có thể nói là rất là đê hèn của những cái thành phần này, đó là người ta không từ bất kỳ một thủ đoạn nào để, và người ta cũng không chừa cho bất kỳ một người nào, miễn là gì ạ, có cái ý định mà chống đối lại với quan điểm của những cái thành phần đó thì người ta ngay lập tức người ta sẽ quy kết này nọ, và người ta sẵn sàng cung cấp những cái tài liệu chứng cứ để phục vụ cho cái việc gì ạ, loại bỏ. Thì cái điều này chúng ta thấy thêm được một cái, hai cái khía cạnh. Và khía cạnh thứ hai này thì em cảm thấy rất là lo lắng, bởi vì cái bản chất của những cái thành phần này nó từ xưa đến giờ nó đều như vậy rồi, thế là cũng không thấy gì làm lạ. Thế nhưng em cảm thấy lo lắng. Thì qua đó chúng ta thấy được hai cái nội dung để nói rõ được cái bản chất gọi là đấu tranh thế này thế nọ, và cái thủ đoạn của những cái thành phần đó là như thế nào. Thì cũng hơi muộn rồi, thì em cũng xin phép chào anh và mọi người trên diễn đàn. Thì có thể là cái nội dung về cái ca sĩ Khánh Ly thì có thể ngày mai hoặc hôm nào đó thì em sẽ chia sẻ sau. Dạ. Thì cảm ơn anh và mọi người đã lắng nghe.